Chào mừng quý chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông để đi du lịch Hồng Kông. Thì mình tên là Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Hôm nay thì mình rất vui tiếp tục cùng quý chị và các bạn chia sẻ chủ đề tiếp theo số 196, đó là cách giao tiếp tiếng Quảng Đông có bạn đến nhà tặng quà Tết. Thì đó là những câu giao tiếp như thế nào? Thì chúng ta lần lượt nghiên cứu hướng cho bạn đại khái là 18 câu. Rồi, câu thứ nhất, chào bạn Trung, bạn mình tên Trung, thì chào bạn Trung sẽ nói như thế này. Số 1, A Trung, Lễ Hữu, A Trung có nghĩa là Trung, tên Trung, mà tên đơn lẻ thì phải có chữ A ở phía trước, A Trung có nghĩa là tên Trung, Lễ Hữu có nghĩa là xin chào hay là chào bạn. Rồi, chúng ta cùng nhau đọc lại. A Trung, Lễ Hữu có nghĩa là chào bạn Trung. Rồi, thí dụ như bạn Trung chào lại bạn Tâm thì sẽ nói như thế nào? Số 2, A Sấm, Lễ Hữu. Sấm có nghĩa là Tâm. Tên đơn lẻ có chữ A ở phía trước. A Sấm là tên Tâm. Lễ Hữu là xin chào hay là chào bạn. Rồi, chúng ta cùng nhau đọc lại. A Sấm, Lễ Hữu. Chào bạn Tâm. Thì thông thường bạn bè gặp nhau, lâu quá gặp nhau, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói lâu quá không gặp, dạo này bạn khỏe không? Thì chúng ta nói như thế nào? Số 3 nói như thế này. Hữu lòi mụ kiên, chơi cành lị hữu ma. Hữu lòi mụ kiên, chơi cành lị hữu ma. Hữu lòi có nghĩa là lâu quá. Mụ kiên là không gặp. Hữu lòi mụ kiên có nghĩa là lâu quá không gặp. Chơi cành có nghĩa là dạo này. Lị hữu ma có nghĩa là bạn có khỏe không? Chơi cành lị hữu ma có nghĩa là dạo này bạn có khỏe không? Thì thông thường lâu ngày gặp nhau, bạn bè thường nói cái câu này lắm ha quý chị bạn. Thì chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Hữu lòi mụ kiên, chơi cành lị hữu ma. Hữu lòi mụ kiên, chơi cành lị hữu ma có nghĩa là lâu quá không gặp, dạo này bạn khỏe không? Rồi, chúng ta tiếp tục. Thí dụ như nghe bạn mình hỏi lị hữu ma thì mình muốn trả lời tôi rất khỏe thì sẽ trả lời như thế nào? Số 4, ngọ kỷ hữu có nghĩa là tôi rất khỏe. Mình trả lời xong, mình muốn hỏi lại bạn mình lị hữu ma thì ngắn gọn sẽ là lị lé có nghĩa là bạn thì sao. Lị lé có nghĩa là bạn thì sao. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ kỷ hữu lị lé có nghĩa là tôi rất khỏe, bạn thì sao. Rồi, nếu như mà chúng ta muốn trả lời cho bạn mình biết là tôi cũng rất khỏe thì mình sẽ nói như thế nào? Nói như thế này. Số 5, ngọ tú kỷ hữu là tôi, tú là cũng, kỷ hữu là rất khỏe, là ok. Ngọ tú kỷ hữu có nghĩa là tôi cũng rất khỏe. Rồi, thì bạn tới nhà thì phải mời bạn vào nhà. Thì thí dụ như chúng ta nói là mời bạn vào nhà thì nói như thế nào? Số 6 nói như thế này. Chỉnh lị dập lì có nghĩa là mời bạn vào nhà. Chỉnh có nghĩa là mời, không biết cho bạn. Lị là bạn. Dập lì có nghĩa là vào nhà. Chỉnh lị dập lì có nghĩa là mời bạn vào nhà. Hay đơn giản, chúng ta bỏ đi chữ lị, chỉnh dập lì cũng được, không biết cho bạn. Chỉnh lị dập lì hay là chỉnh dập lì đều có nghĩa là mời bạn vào nhà, mời vào nhà. Rồi, thì mình trả lời bạn mình là hữu à có nghĩa là được ạ. Vâng. Rồi, mời vào nhà xong thì mình mời bạn mình ngồi. Mời ngồi thì sẽ là số 8. Chỉnh chọ có sự giấm thôi chị bạn. Không đọc xỉnh, không đọc tỉnh, không đọc thỉnh mà là chỉnh. Tương tự, không đọc sọ, không đọc tọ, không đọc thọ mà là chọ. Chỉnh chọ có nghĩa là mời ngồi. Rồi, mời bạn dùng trà thì chúng ta nói như thế nào?
khách đến nhà mời bạn dùng trà thì sẽ nói là số chín, chỉnh lị dẫm trà. Chỉnh lị dẫm trà, chỉnh lị dẫm trà có nghĩa là mời bạn dùng trà. Chỉnh có nghĩa là mời, lị có nghĩa là bạn. Lị chúng ta có thể đọc là nị đều được. Người Hồng Kông đều hiểu là bạn, hao chàng, lị nị đều được. Đại đa số người ta đọc là lị ha. Dẫm là uống. Trà là trà, có nghĩa là trà. Không các bạn, dẫm trà có nghĩa là uống trà hay là dùng trà ha. Chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Chỉnh lị dẫm trà. Chỉnh lị dẫm trà có nghĩa là mời bạn dùng trà. Rồi, có người mời mình uống trà thì mình muốn nói lời cảm ơn bạn mình thì sẽ nói như thế này. Số 10, mình có sai lị có nghĩa là cảm ơn bạn nhiều. Rồi, thí dụ như bây giờ mình muốn nói đây là quà Tết tôi tặng cho bạn thì nói như thế nào? Nói như thế này không quý chị và các bạn. Số 11, ní tí hài hò nền lại mạch ngọ sung bỉ lị. Ní tí hài hò nền lại mạch ngọ sung bỉ lị. Chúng ta cùng nhau giải thích nè. Ní tí hài, hài có nghĩa là. Ní tí hài có nghĩa là đây là cái gì? Hò nền lại mạch, lại mạch có nghĩa là quà. Hò nền lại mạch có nghĩa là quà Tết. Thôi chị bạn, ngọ là tôi, sung là tặng, sung bỉ có nghĩa là tặng cho. Ngọ sung bỉ lị có nghĩa là tôi tặng cho bạn. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại. Ní tí hài hò nền lại mạch ngọ sung bỉ lị. Ní tí hài hò nền lại mạch ngọ sung bỉ lị có nghĩa là đây là quà Tết tôi tặng cho bạn. Thì có ai tặng quà cho mình thì mình nói lời cảm ơn bạn nhiều thì sẽ nói như thế nào? Số 12 nói như thế này. Tó chè sai lị. Tó chè sai lị. Tó chè sai lị. Khi mà nhận quà của ai thì phải nói tó chè. Hả quý vị bạn? Nói tó chè có nghĩa là cảm ơn bạn nhiều. Thì ngay cái bài đầu tiên số 1 thông thả học tiếng Quảng Đông số 1 mình đã chia sẻ cho quý anh chị và các bạn. Rồi ha. Tó chè sai lị là cảm ơn bạn nhiều. Rồi. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói có gì mà ơn với nghĩa, một chút tấm lòng thôi mà, thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Nói như thế này. Số 13, sảy tó chè, xỉu xỉu sắm gì. Sảy tó chè, xỉu xỉu sắm gì. Sảy tó chè, xỉu xỉu sắm gì có nghĩa là có gì mà ơn với nghĩa, một chút tấm lòng thôi mà. Sảy tó chè có nghĩa là có gì mà ơn với nghĩa, hay đơn giản là không cần phải cảm ơn. Xỉu xỉu sắm di, sắm di có nghĩa là tấm lòng. Xỉu xỉu sắm di có nghĩa là một chút tấm lòng. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại. Sảy tó chè xỉu xỉu sắm di. Sảy tó chè xỉu xỉu sắm di có nghĩa là có gì mà ơn với nghĩa, một chút tấm lòng thôi mà. Rồi tiếp tục, thí dụ như chúng ta muốn nói mình chúc trước cho bạn năm con tí nhiều may mắn, tiền vô như nước, dồi dào sức khỏe thì chúng ta nói như thế nào? Số 14 nói như thế này. Ngọ dừa chúc lị, xỉu niền hàng tài hoành, trời duyên cổng trình, sánh thảy kiện hón. Ngọ dừa chúc lị, xỉu niền hàng tài hoành, trời duyên cổng trình, sánh thảy kiện hón. Chúng ta cùng nhau giải thích theo các bạn. Ngọ là tôi, dừa chúc có nghĩa là chúc trước, lị là bạn. Ngọ dừa chúc lị có nghĩa là tôi chúc trước cho bạn. Như thế nào? Sửa niền có nghĩa là năm con tí, hàng tài hoành nhiều may mắn. Sửa niền hàng tài hoành có nghĩa là năm con tí nhiều may mắn. Trời duyên cổng trình, trời duyên cổng trình có nghĩa là câu chúc tiền vô như nước ha bà ha quý chị bạn. Sánh thảy kiện hón, dồi dào sức khỏe. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Ngọ dừa chúc lị, sửa niền hàng tài hoành, trời duyên cổng trình, sánh thảy kiện hón. Ngọ dừa chúc lị, sửa niền hàng tài hoành, trời duyên cổng trình, sánh thảy kiện hón có nghĩa là mình chúc trước cho bạn năm con tí nhiều may mắn, tiền vô như nước, dồi dào sức khỏe. Rồi tiếp tục mình chúc lại bạn mình. Thí dụ như bây giờ mình chúc mình cũng chúc trước cho bạn
cùng gia đình năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài, dồi dào sức khỏe. Thì chúng ta chúc như thế nào? Như thế này hả quý chị bạn? Số 15, Ngọ Tú Dừa Chúc Lị Thùng Cá Dành Sánh Niềm Phai Lọt Sáng Di Hến Lùng Sánh Thảy Kiền Hón. Ngọ Tú Dừa Chúc Lị Thùng Cá Dành Sánh Niềm Phai Lọt Sáng Di Hến Lùng Sánh Thảy Kiền Hón. Có nghĩa là mình cũng chúc trước cho bạn cùng gia đình năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài, làm ăn phát đạt, dồi dào sức khỏe. Cùng nhau giải thích thôi nha bạn. Ngọ là tôi, Tú là cũng, Dừa Chúc là chúc trước, Lị là bạn, Thùng Cá Dành có nghĩa là cùng gia đình, Lị Thùng Cá Dành có nghĩa là gia đình của bạn, đơn giản là như thế. Tiếp tục, Sánh Niềm là năm mới, Phai Lọt là vui vẻ, Sánh Niềm Phai Lọt là năm mới vui vẻ, Sáng Di Hiến Lùng, Sáng Di Hiến Lùng, bốn chữ này có nghĩa là làm ăn phát tài, Sánh Thảy Kiện Hón là giàu giàu sức khỏe. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Ngọ Tú Dừa Chúc Lị Thùng Cá Dành Sánh Niềm Phai Lọt Sáng Di Hiến Lùng Sánh Thảy Kiện Hón. Ngọ Tú Dừa Chúc Lị Thùng Cá Dành Sánh Niềm Phai Lọt Sáng Di Hiến Lùng Sánh Thảy Kiện Hón. Có nghĩa là mình cũng chúc trước cho bạn cùng gia đình năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài, làm ăn phát đạt, giàu giàu sức khỏe. Rồi, tiếp tục. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói tôi phải về nhà đây, ngày mai phải bay sớm, thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này quý chị các bạn. Số 16, Ngọ Diêu Phán Úc Khỉ La Thính Dạch Chủ Ký. Ngọ Diêu Phán Úc Khỉ La Thính Dạch Chủ Ký. Ngọ Diêu Phán Úc Khỉ La Thính Dạch Chủ Ký có nghĩa là tôi phải về đây, ngày mai bay sớm. Chúng ta cùng nhau giải thích. Ngọ là tôi, Diêu là phải. Ngọ Diêu là tôi phải. Phải làm cái gì? Phán Úc Khỉ. Phán Úc Khỉ có nghĩa là về nhà. Úc Khỉ là nhà. Phán Úc Khỉ có nghĩa là về nhà. Ngọ Diêu Hùi Cá La. Ngọ Diêu Hùi Cá La có nghĩa là tôi phải về nhà đây. Thính Dạch. Thính Dạch có nghĩa là ngày mai. Chủ Ký. Chủ Ký có nghĩa là chuyến bay sớm. Không chàng. Chủ Ký có nghĩa là chuyến bay sớm. Thính Dạch Chủ Ký có nghĩa là ngày mai có chuyến bay sớm hay là ngày mai bay sớm. Đơn giản là như thế. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ Diêu Phán Úc Khỉ La Thính Dạch Chủ Ký. Ngọ Diêu Phán Úc Khỉ La Thính Dạch Chủ Ký có nghĩa là tôi phải về nhà đây, ngày mai bay sớm. Rồi. Rồi, mình biết bạn mình là chuẩn bị đi du lịch, cho nên mình muốn chúc bạn mình có một chuyến du lịch thật là vui vẻ. Thì chúng ta chúc như thế nào? Số 17 nói như thế này. Chúc Lị Lợi Thù Dừa Phai. Chúc Lị Lợi Thù Dừa Phai. Chúng ta cùng nhau giải thích. Chúc Lị là chúc bạn. Lợi Thù Dừa Phai. Lợi Thù Dừa Phai có nghĩa là chuyến đi vui vẻ. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Chúc Lị Lợi Thù Dừa Phai. Chúc Lị Lợi Thù Dừa Phai là mình muốn chúc cho ai đó có một chuyến đi thật là vui vẻ ha quý chị bạn. Rồi, có ai chúc mình, quý chị bạn lưu ý ha, có ai chúc mình thì cái câu cảm ơn, cái câu cảm ơn là mình phải dùng là tó chè. Quý chị bạn lưu ý ha. Khi mà ai chúc phúc cho mình thì cái câu cảm ơn mình không có dùng cói mà dùng tó chè. Quý chị bạn lưu ý ha. Tó chè lị choi kin. Tó chè lị choi kin có nghĩa là cảm ơn bạn, chào tạm biệt. Choi kin là chào tạm biệt ha quý chức bạn. Mình nghe bạn mình nói lời choi kin thì mình cũng đáp lại là choi kin. Choi kin là chào tạm biệt. Rồi thì đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay của mình. Thì mình hy vọng là quý anh chị và các bạn cũng thích bài chia sẻ này ha. Thôi thì mình xin dừng ở đây và luôn chúc cho quý anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Trân trọng và hẹn gặp lại. Tó chè tài cá sáu thảy. Choi kin hà chạp kin. Bye bye.